kéo khẩu trang xuống ca cho cả nhà một bài nha. Tranh thủ nha mọi người. Trời xanh do ma cá, cắn câu quấy đuôi gọi nhau. Tò te tí te, hai đứa mình. Sụ gì đây? À, đấy 5.000 một sụ. Đợi em chút coi. 5.000 lộn rộn hả? Ok nha. Nói chứ giỡn thôi. Thôi thôi thiệt luôn, không giỡn. Trời ơi. Nhưng mà giỡn vậy nè, 5.000. Trời ơi, chứ 5.000 lộn xộn, mấy bán 5.000 lộn xộn. Trời ơi. Ôi lộn chứ rồi. Rồi. Có lộn xộn không? Có lộn xộn. Sao? Bây giờ ông nghe 10.000 chứ sao? Không, 5.000 lộn xộn. Thôi bây giờ 10.000 lộn xộn với thầy đó. 10.000 lộn xộn đó. Rồi, cảm ơn. Nghiễn. Nghiễn này nghiễn. Nghiễn hả? Hắn này bị nghiễn. Bị nghiễn. Nghiễn à. Thêm nước tương đồ nhiều luôn, cái chua đồ nhiều vô. Tháng này bị liễn ở nơi này thẳng nè, cái này mất cục bên này rồi. Trời mất cục rồi chị ơi. Bây giờ lấy cho em điều điều nha, tại em kêu 5.000 lộn xộn thì chị bán cho em đó. 5.000 lộn xộn. Chết mẹ, mấy 5.000 lộn xộn rồi chết em rồi. Chết rồi. Chết quèo. Bốn bạn đi mà 5.000 lộn xộn có hai cục thì sao bạn chia? Thấy chưa à, 50 lộn xộn đi. Chị ơi. Đừng có gạt thiệt Thu Hương nha, Thu Hương bán mình 5.000 lộn. 5.000 lộn xộn. 10.000 lộn xộn. Thiếu cục bị nghiễn. Thiếu cục bị nghiễn à. Thiếu cục bị nghiễn. Quen nhiều. Năm cục. Tôi nói là tứ đại mỹ nhân này nha cả nhà. Tô Phương nói là tứ đại mỹ nhân đó. Trời ơi. Tứ đại mỹ nhân của Tô Phương á hả Tô Phương? Đúng luôn ông hay là chứ luôn. Tứ đại mỹ nhân của Tô Phương à? Cũng hot girl. Cũng hot girl của Tô Phương. Không cho nghiễn nghiễn. Ok. Rồi chúc các em ăn ngon miệng nha. Hello, cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn nè. Thì hiện tại là có rất nhiều bạn hốc gơ đến thưởng thức cá vi chiên của Thu Phương nha cả nhà. Hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV ghi nhận lại những hình ảnh này cho tất cả các nhà thấy được về xe cá vi chiên chiều tối nay của Thu Phương ra sao nha cả nhà. Đó. Mọi người đến cũng khá đông.
của em 70 quá tiền. Của em mới tiền. Nãy đưa vào má đưa vào. Sorry em. Cứ để chị quên khôn. Cái này qua cái này. Ta cầm tiền dư hả? Ờ. Nó ủa sao cái 80 này lấy tiền dư hả? Trong rồi của chị đó. Phải đưa. Ờ lấy cho đưa 100 nó hai phần. Thế hả? Đi trái. Đây bé Diễm nha cả nhà. Hooker của Thu Phương đấy. Chưa có người yêu. Mới 16 tuổi à. Vậy là có người yêu rồi phải không bé Diễm? Đúng không? Thu Phương nói là kêu chưa có người yêu mà Thu Phương cười. Hello cả nhà. Do mà ha cá cắn câu quấy đuôi gọi nhau tò te tí te hai đứa mình xuống đi đây à đấy là 5 ngàn lộn xộn đợi em chút coi 5 ngàn lộn xộn hả ok em nói chứ giỡn thôi 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 thiệt luôn không giỡn trời ơi nhưng mà giỡn vậy nè 5 ngàn trời ơi chứ 5 ngàn lộn xộn cái bé 5 ngàn lộn xộn trời ơi ôi lộn cái đứa rồi có lộn xộn không có lộn xộn đâu bây giờ không nghe mọi người nghe chứ sao không đánh nghe lộn xộn bây giờ mọi người nghe lộn xộn với nè rồi mọi người nghe lộn xộn đó rồi cảm ơn niễn niễn này niễn niễn hả ăn này bị niễn bị niễn niễn à ăn thêm nước tương đồ nhiều vô cái chua đồ nhiều vô ăn này bị niễn cái này thẳng nè cái này mất cục bên này rồi trời mất cục rồi chị ơi bây giờ lấy cho em đều đều nha tại em kêu 5 ngàn lộn xộn mà chị bán cho em đó 5 ngàn lộn xộn chết mẹ mấy 5 ngàn lộn xộn là chết em rồi chết quèo luôn bốn bạn đi mà 5 ngàn lộn xộn có hai cục sao bạn chia cái chứ 50 lộn xộn đi đó đừng có khịa thú vương nha thú bán đi là 5 ngàn 5 ngàn lộn xộn 10 ngàn lộn xộn này thiếu cục bị niễn thiếu cục bị niễn hả thiếu cục bị niễn quen nhiều 50 đủ ăn không đủ chứ hạ hàng à ăn đồ kia cũng đủ ăn chị luôn
vô cà khịa Tư Phương bán là 5.000 lộn xộn, 10.000 lộn xộn nha cả nhà. Tư Phương có bị niễn nha. À, bị niễn. Ờ. Ẩm thực đường phố Sài Gòn, lang thang Sài Gòn thì cuộc sống Sài Gòn TV ghi nhận lại cho tất cả các nhà thấy được về xe cá vịt chiên chiều tối nay của Tư Phương ra sao. Trong mùa dịch này nha cả nhà. Mọi người ngồi ở đằng kia nè cả nhà. Tớ đây đứng đông quá nên là phải ngồi uống nước. Ngồi đằng kia uống nước nha cả nhà. Rồi chúc các em ăn ngon miệng nha.